Được trở về với người thân yêu hay được đón những người thân yêu trở về sau một thời gian dài xa cách luôn có một ý nghĩa lớn với tất cả chúng ta. Hôm nay cũng là một ngày trở về vô cùng đặc biệt, sự trở về của hơn 18.000 phạm nhân, những người đã nhận được quyết định được tha tù trước thời hạn trong dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mặc quần áo là việc hàng ngày, nhưng hôm nay công việc này có ý nghĩa đặc biệt. Cởi bỏ tấm áo kẻ sọc gắn bó suốt 4 năm trời, anh Thắng thay mảnh áo mới. Hôm nay anh được ra tù. Của tôi cũng rất sung sướng bởi vì thay một chiếc áo mới là như là tôi thay đổi một cuộc đời mới. Trước đây các cái lỗi lầm của tôi đã được xóa hết, để lại phía đằng sau hết. Và hôm nay tôi đã vào một cuộc đời mới, một bộ quần áo mới và một khuôn mặt mới. Cùng với quần áo mới là quyết định đặc xá, tấm vé đầu tiên để các phạm nhân trở lại làm công dân bình thường. Tiền lưu trú cũng được phát nhanh tay. Tất cả đều mong muốn có thể nhanh chóng tiến về phía trước, làm lại cuộc đời. Trong thời gian tới thì trước lúc được đặc xá tha tù trở về với cả gia đình xã hội thì em có dự định là sẽ theo đuổi đi học một cái nghề, giả sử như là làm leo móng để phục vụ cho cuộc sống, rồi là mình có thể mình làm lại, có thể hoàn lương làm lại và hoàn thiện hơn ạ. Bên ngoài trại giam, những ánh mắt chờ đợi. Và vỡ òa trong niềm vui sướng được gặp lại người thân. Những cuộc hội ngộ với nhiều xúc cảm. Sau đặc xá sẽ có thêm một gia đình được đoàn tụ. Bước khỏi song sắt nhà tù, những con người này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều điều chờ đón ở phía trước. Vậy ngày đầu tiên của họ khi được đoàn tụ với gia đình như thế nào? Họ có tâm tư, mong muốn gì? Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện của họ trong bản tin Nhật ký cuộc sống vào tối mai.